Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu thiếu tướng, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đúng 8 giờ sáng, ông Đỗ Hữu Ca cùng các bị cáo được dẫn đến tòa. Cựu giám đốc công an Hải Phòng mặc bộ quần áo màu xanh, mái tóc bạc trắng, dáng vẻ tiều tụy và gầy hơn rất nhiều so với thời điểm trước khi bị bắt. Trong phần kiểm tra căn cước, ông Ca cho biết mình bị bệnh đau chân. Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của bị cáo, chủ tọa thông báo khi Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, nếu nội dung nào dài sẽ cho phép ông Đỗ Hữu Ca được ngồi nghe. Sau khi thẩm tra lý lịch, khoảng 9 giờ 30 phút, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa, bắt đầu công bố bản cáo trạng dài gần 40 trang. Trong khi các bị cáo đứng nghe Viện Kiểm sát đọc cáo trạng, thì ông Ca được tòa bố trí ghế để ngồi nghe vì chân bị đau. Cạnh đó, vợ chồng ông Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. 8 người còn lại, trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về hai tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Phía bên ngoài khu vực xét xử, nhiều người dân cũng đã chú ý theo dõi diễn biến phiên tòa qua loa phát thanh. Phía bên ngoài tòa, an ninh được thắt chặt, cơ quan chức năng đã dựng hàng rào an ninh quanh khu vực cổng ra vào và kiểm tra rất kỹ, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào tòa. Vợ chồng ông Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. 8 người còn lại, trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về hai tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 10 đến 12 tháng 4. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2021, ông Đức và vợ đã lập, quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10 năm 2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty, ông Đức bỏ trốn và dặn vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca để nhờ tháo gỡ. Vợ của ông Đức là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh tìm đến nhà ông Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để trao đổi về việc cháu của mình là Trương Văn Nam đã bị bắt và Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra công ty của gia đình. Qua trao đổi, được biết doanh số bán ra của công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng. Dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đức, nhưng ông Ca vẫn yêu cầu chuẩn bị số tiền 10% doanh thu bán ra của công ty cùng một số tiền tiêu cực phí khác để lo việc. Trong thời gian từ cuối tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng ông Đức đã có 4 lần đến gặp để đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca lo việc chạy án. Cụ thể, lần đầu vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, Ngọc Anh mang 10 tỷ đồng đến nhờ ông Ca giúp chạy tội cho Đức và được đồng ý. Khoảng một tuần sau chưa thấy thông tin tích cực nào, Đức mang tiếp 5 tỷ đồng đến gặp ông Ca nhờ chạy án. Lần thứ 3, vào ngày 11 tháng 11, khi thấy cơ quan điều tra vẫn tiếp tục việc thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình, nên vợ chồng Đức quyết định đưa thêm 15 tỷ đồng cho ông Ca để lo chạy tội và được ông Ca dặn cứ đi về để ông lầy no. Lần thứ 4, nhận thấy việc chạy án vẫn chưa có kết quả, nên Đức giao vợ tiếp tục mang thêm 5 tỷ đồng đến đưa cho ông Ca vào ngày 1 tháng 12. Quá trình điều tra, ông Đỗ Hữu Ca khai vợ chồng Đức từng đến nhà riêng gặp và thông báo việc công ty đang bị điều tra. Vợ chồng Đức từng 4 lần mang tổng số tiền 35 tỷ đến để ở nhà ông Ca. Tuy nhiên, ông Ca không thừa nhận việc nhận số tiền trên để chạy tội cho Đức, mà số tiền này do Đức cùng vợ chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng 1 nhà ông Ca. Ông Ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng số tiền trên để chạy tội cho Đức. Theo cơ quan truy tố, ông Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ nhận từ vợ chồng ông Trương Xuân Đức. Trước khi phiên tòa diễn ra, nhiều cơ quan nơi ông Ca từng công tác và địa phương nơi cựu tướng công an sinh sống có đơn gửi đến tòa án tỉnh Quảng Ninh xin giảm nhẹ cho ông. Trong đó có Hội Luật gia thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên. Trong đơn gửi đến tòa, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Ông Đỗ Hữu Ca khi còn công tác đã đạt nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Trong đơn, Công an Hải Phòng cũng liệt kê ông Đỗ Hữu Ca đã được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen của Thủ tướng, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. Từ đó, Công an Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Ca. Mới đây, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang và Gia Lai. Cụ thể, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên; Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi; Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ trên cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Trước đó, tại kỳ họp 38 ngày 18 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương. Ngày 8 tháng 3, các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa bị Bộ Công an tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Hà Hoàng Việt Phương cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thông tin tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15 khóa 11, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn nổi lên tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, trong đó có vụ mất hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhân Trạch. Theo Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, trong vụ việc này, các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn quá cũ xuất hiện từ cả chục năm trước. Trong số hơn 100 kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng, nhưng người trong cuộc không cập nhật, thiếu cảnh giác. Thông tin trên được đăng tải trên báo Nhân dân. Thủ đoạn lừa đảo mà tội phạm hay dùng nhất là giả danh công an, cán bộ thuế rồi liên lạc qua điện thoại để xử lý thông tin tố giác tội phạm. Do đó, khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự thì mọi người phải lập tức báo cho cơ quan công an, không để các đối tượng lợi dụng. Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo lấy đi hơn 171 tỷ đồng trong tài khoản. Đoàn công tác yêu cầu tỉnh ủy Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân, đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Trước đó, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào ngày 26 tháng 3, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo số tiền lớn trong tài khoản. Theo đó, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đơn vị chức năng của Bộ Công an đang cùng công an địa phương tích cực điều tra làm rõ. Theo thông tin bước đầu từ cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và tự xưng là người của cơ quan bảo vệ pháp luật. Sau đó, nhóm này thông báo bà Nguyễn Thị Giang Hương có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật. Nhóm lừa đảo yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương mở tài khoản để chuyển tiền rồi nhanh chóng xâm nhập vào tài khoản của bà Hương để lấy tiền.